Tanjiro sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì quạ liền bay tới giao nhiệm vụ mới. Asekusa ở Tokyo một con quỷ đang ẩn nấu ở đó. Tanjiro xin cho nghỉ ngơi xíu nhưng con quạ cứ thúc cậu lên đường. Đúng là bóc lột sức lao động quá mà. Tại trung tâm Tokyo sầm uất khiến cho Tanjiro phải đứng hình mất 3 giây vì phát triển ở đây. Hai anh em qua một ngõ hẻm thì thấy cảnh 18 cộng. Nên Tanjiro đã dẫn em gái đi chỗ khác. Sau một hồi cả hai ghé vào một tiệm mì. Chú ơi cho cháu xin bác mì udon đi ạ sau một hồi chờ đợi thì cũng được ăn. Nhưng khi vừa mới hút một miếng thì bất ngờ Tanjiro đã ngửi được một mùi rất quen. Cậu cầm kiếm chạy đi vì đó chính là mùi kẻ đã sát hại gia đình cậu. Tanjiro chen qua nhiều người tiến thẳng tới. Khi cậu chụp tay tới hắn thì hắn đã quay lại nhìn cậu. Tanjiro tức giận rút cây kiếm ra thì bất ngờ có một cô bé. Tanjiro sửng sốt vì hắn đang sống với vỏ bọc của một con người. Trước điều này khiến Tanjiro không thể nào tin được cậu tức giận đến run rẩy. Hắn vung móng tay cào đứt cổ của một người ở gần. Bất ngờ người kia đã biến thành quỷ và cắn luôn bạn gái của mình, Tanjiro đã nhét vải vào mồm và giữ anh ta lại. Lúc này nhân cơ hội Muzan cũng đã bỏ đi, Tanjiro trở nên rất tức giận và nói ta sẽ không để ngươi trốn đâu, ta sẽ đi tìm ngươi cùng trời cuối đất, ta sẽ chém bay đầu ngươi bằng thanh kiếm trong tay. Lúc này những cảnh sát đã chạy đến và kéo Tanjiro ra, nhưng Tanjiro vẫn không chịu buông. Bất ngờ quỷ thuật ảo giác hương xuất hiện che đi tầm nhìn của cảnh sát, một người phụ nữ đi đến nói họ đã biến thành quỷ không còn là con người nữa họ đã hết cách cứu chữa rồi tôi sẽ giúp cậu tôi cũng là quỷ nhưng cũng từng là bác sĩ tôi cũng muốn giết tên mu gian đó lúc này mu gian chia tay với hai mẹ con và bảo mình đi có việc xíu hắn đi ngang qua thì gặp một tên say xỉn đang muốn kiếm chuyện mu gian đã xin lỗi và bỏ đi nhưng có vẻ tên này đã làm khó dễ kết quả là đã bị mu gian đấm nát đầu người anh chạy tới thì cũng đã bị đấm chết mu gian tiếng lại hỏi cô gái nhìn mặt ta có giống bị bệnh không mu gian dùng ngón tay chọc vào đầu và bom vào lượng máu khá lớn cô gái chịu không nổi nên đã bị tan chảy giàn búng tay hai con quỷ liền xuất hiện các ngươi hãy đi săn tên thợ săn quỷ có đeo khuyên tay hình bài hoa đem đầu hắn tới đây Muzan đã nhớ lại một kiếm sĩ cũng từng đeo khuyên tay bài hoa làm hắn sợ đái trong quần lúc này tanjiro trở lại quán ăn ven đường đã bị ông chủ mắng tanjiro xin lỗi và mua thêm hai bát một lúc để chuột lỗi thế là một mình anh đã sơi luôn hai bát thay cho Nezuko ăn xong thì tanjiro dẫn em gái rời đi nhưng bất ngờ phát hiện ai đang đứng ở đó cậu ta chính là người đi theo người phụ nữ lúc nãy cậu ta nói sẽ dẫn hai người họ tới nơi mà họ đang sinh sống thấy nezuko cậu ta đã chê cô bé là gái nhà quê khiến cho tanjiro rất là tức giận cậu mở mắt to ra mà nhìn đi em gái tôi có tiếng xinh đẹp nhất vùng đấy vì việc này tanjiro đã cằn nhằn cây cú suốt quãng đường đi bọn họ đi tới một bức tường và đi vào bên trong đây chính là một kết giới được tạo ra để che giấu ngôi nhà tanjiro khi gặp lại người phụ nữ đã xin lỗi đã để cô xử lý một mình cậu hỏi người phụ nữ kia có sao không cô gái này không sao nhưng người chồng phải nhốt ở dưới hầm. Sau đó cô tự giới thiệu mình là Tamado còn cậu kia chính là Doshiro. Tamado nói mình đã tự chỉnh lại cơ thể, phá bỏ lời nguyền của Muzan. Họ không cần phải ăn thịt con người mà chỉ cần uống một lượng máu nhỏ của những người hiến máu. Muzan chính là người đã tăng số lượng quỹ trong vòng 200 năm qua người. Duy nhất mà bà làm cho biến thành quỷ chính là Doshiro. Lúc này Tanjiro liền hỏi cách để giúp em gái mình Tamado nói điều đó vẫn có thể. Điều này làm cho Tanjiro rất phấn khích. Tamado nói thương tích hay bệnh, nặng đến đâu đều có cách chữa trị, hiện tại thì tôi không có nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra. Việc điều chế thuốc tốn rất nhiều thời gian, Tamado yêu cầu Tanjiro hai việc, một là sẽ lấy máu của Nezuko nghiên cứu, hai là là Tanjiro lấy mẫu máu những con quỷ quan hệ mật thiết với Muzan, Nezuko khác với những con quỷ khác nên cô bé chính là chìa khóa. Việc đi thu thập máu rất khó khăn, cậu có làm được không? Tanjiro nói nếu đó là cách duy nhất giúp Nezuko thì cậu sẽ làm được lúc này bất ngờ có một quả bóng nảy xuyên qua bức tường lao tới, thì ra đó chính là hai tên thuộc hạ của Muzan, bọn chúng tìm được tới đây bởi vì đã lần theo dấu chân của ba bọn họ. Nữ quỷ này ném hai quả bóng thẳng vào nhà, Doshiro đứng trắng cho Tamado nên đã bị nát cả đầu, Tanjiro bảo Nezuko hãy đưa người vợ kia vào nơi an toàn. Tanjiro nhận ra mùi của nữ quỷ này rất khác với mùi những con quỷ lúc trước. Mùi rất nồng chứng tỏ nó rất mạnh. Con quỷ lúc này ném bóng về phía Tanjiro. Tanjiro bắt đầu cảm nhận quả bóng đang bay tới cậu dùng hơi thở của nước thức thứ bảy đâm xuyên qua quả bóng nhưng bất ngờ quả bóng lại tuột ra khỏi kiếm tanjiro nhận ra cách di chuyển của nó rất đặc biệt nữ quỷ xé áo ra và nói được chết dưới tay thập nhị quỷ là vinh dự của các ngươi đó sau đó ả đã biến ra thêm bốn cánh tay và dùng sáu quả bóng nén về phía tanjiro những quả bóng bay lộn lộ xộn phá hủy bên trong ngôi nhà tanjiro nhận ra những quả bóng này liên tục đổi hướng khiến cho cậu rất khó né tránh đột nhiên tanjiro nghe được mùi của tên quỷ thứ hai Lúc này Doshiro nói Tanjiro hãy né những mũi tên dưới quả bóng. Cậu lấy tấm bùa chú cho Tanjiro mượn để có thể nhìn thấy những mũi tên. Lúc này Nezuko vừa đi ra nên Tanjiro nhờ cô xử lý tên đang ở ngoài. Nữ quỷ ném những quả bóng về phía Tanjiro. Tanjiro liền chạy hình vòng cung để né. Bên kia Nezuko đã tấn công tên quỷ kia làm cho những mũi tên biến mất. Tanjiro nhanh chóng dùng kiếm chém đôi những quả bóng. Dùng thức thứ ba chém đứt sáu cánh tay của nữ quỷ. Tanjiro quyết định sẽ lấy bằng được mẫu máu của hai con quỷ này cậu nhận ra sự phục hồi của nữ quỷ này rất nhanh so với lũ quỷ ở kỳ sát hạch. Bất ngờ Nezuko bị đánh bay tới chỗ của Tanjiro. Lúc này Doshiro đi tới nói Tanjiro hạ tên điều khiển mũi tên nữ quỷ kia hãy để cậu và Nezuko xử lý. Tanjiro xong tới chỗ của tên quỷ cậu đã nhìn thấy sợi chỉ sơ hở của hắn. Lúc cậu định chém thì bất ngờ hắn giơ cánh tay lên làm đứt sợi chỉ. Hắn dùng mũi tên đẩy Tanjiro đi và dùng nó tấn công cậu. Những mũi tên này đưa cậu bay lên cao rồi biến mất làm Tanjiro từ trên không rơi xuống. Tanjiro liền dùng thức thứ năm thác đổ chém xuống làm giảm lực rơi, còn Doshiro lúc này dùng ẩn thuật tàng hình của mình lao tới tấn công nữ quỷ. Cậu ta nói dám động vào Tamado thì đừng hồng ta tha cho, nữ quỷ dùng bóng ả đã ném những quả bóng ra làm chân. Nezuko bị đứt, sau đó đá Nezuko bay vào trong căn nhà. Tamado thấy Nezuko phục hồi rất chậm nên đã tiêm Nezuko thuốc phục hồi cấp tốc, còn Tanjiro lúc này đang không biết phải làm sao để hạ tên quỷ này. Lúc này hắn ta bắn những mũi tên từ con mắt ở tay tới nhưng Tanjiro đã né được. Cậu nhận ra kiếm của mình không chém đứt được và nó sẽ đẩy đi theo hướng của nó. Tanjiro bị đập vào trong. Tường còn mũi tên khác thì đẩy cậu bay lên. Tanjiro liền chạy lên cây và xoay vòng theo hướng mũi tên để tháo nó ra. Tanjiro nhận ra cơ thể cậu không thể nhận thêm vết thương nữa nên sẽ cố giết hắn mà không chạm vào những mũi tên này. Tanjiro chạy tới quyết định dùng thức thứ sáu bọc những mũi tên lại và dùng thức thứ ba để thêm bút giáp. Lúc này lực cản của mũi tên rất mạnh, nhưng Tanjiro vẫn cố gắng dùng thức thứ hai thủy luân chảm chém bay. Đầu tên quỷ Đầu tên quỷ lăn lóc dưới đất khiến hắn tức giận vì đầu hắn đã bị dính đất. Thế là hắn ta muốn kéo theo Tanjiro chết cùng. Những mũi tên bắn ra đẩy Tanjiro đi với tốc độ rất nhanh. Tanjiro liên dùng thức thứ tư chiều cường để cản lại. Nhưng mũi tên đó vẫn tiếp tục đẩy Tanjiro lên. Tanjiro nghĩ mình không thể chết được cậu dùng thức thứ hai thủy luân chảm. Sau đó liên tục chiêu thức được tung ra làm cho cánh tay như muốn gãy. Tanjiro vẫn cố gắng tung ra chiêu thức để giảm lại lực đẩy lại nếu không cậu sẽ chết. Rất may tên quỷ kia cũng đã tan biến những mũi tên cũng đã được hóa giải. Tanjiro từ trên cao bị rơi bịt xuống đất kết quả là xương sườn và chân cậu đã bị thương nặng. Tanjiro cố ngậm thanh kiếm và bò từng bước tới chỗ Nezuko. Doshiro lúc này đang ẩn thân nhưng ả à quỷ đã biết được vị trí nên đã ném bóng tới chỗ của cậu ta. Nezuko đã lao tới đá quả bóng đó đi. Nezuko vì nghỉ cậu là em trai mình nên đã vuốt tóc cậu ta. Nezuko lúc này bắt đầu đá những quả bóng về phía của ả nữ quỷ kia, ả à, ta ném qua bao nhiêu thì Nezuko đá lại bấy nhiêu. Nezuko có được sức mạnh này là nhờ Tamado đã dùng một loại thảo dược dành riêng cho quỷ, phần lớn cũng là do sức mạnh thể chất của Nezuko. Tamado cảm thấy nếu kéo dài thì Nezuko vẫn yếu hơn nên bà ta sẽ trợ giúp cô bé. Tamado đi tới và nói với ả nữ quỷ, Muzan là một tên hèn nhát luôn sống trong lo sợ, vì sao quỷ lại không liên minh mà lại ăn thịt lẫn nhau bởi vì hắn sợ những con quỷ sẽ đoàn kết chống lại hắn em đã bị hắn lợi dụng nữ quỷ sau khi nghe xong thì rất là tức giận liền bào chữa cho Muzan. à không biết mình đang bị Tamado dùng huyết quỷ yểm lời nguyền lời nguyền được kích hoạt à quỷ sau khi biết được đã hỗn loạn bỏ chạy lúc này Tanjiro cũng vừa bò tới chỗ à quỷ đang bị dính lời nguyền Doshiro liền chạy tới nhét vải vào miệng Tanjiro vì sợ cậu hít phải quỹ hương của Tamado Tamado nhận ra chúng không thuộc thập nhị quỷ bởi vì con mắt thập nhị quỷ có số thứ tự Tanjiro bất ngờ không phải thập nhị quỷ mà đã mạnh vậy sao? Mà trời xuất hiện thiêu con quỷ này tan thành cho bụi. Tanjiro đi xuống tầng hầm để tìm Nezuko và hai người. Nezuko chạy tới ôm hai người họ vì nghĩ họ chính là gia đình của mình. Tamado sau khi biết được sự thật của Nezuko thì đã khóc. Bà sẽ rời khỏi nơi này vì có thể Muzan sẽ tìm đến. Bà muốn Tanjiro hãy giao Nezuko cho bà chăm sóc để không gặp nguy hiểm. Lúc Tanjiro đang phân vân thì Nezuko đã nắm tay Tanjiro như muốn nói em sẽ sắt cánh cùng anh. Lúc mà Tanjiro sắp rời đi thì Doshiro nói này Tanjiro em gái của cậu là một mỹ nhân đấy. Tanjiro đã tiếp tục cuộc hành trình của mình còn con quạ này thì cứ bám theo giao nhiệm vụ mới cho cậu. Lúc này bất ngờ Tanjiro bắt gặp một thanh niên đang khóc lóc van xin cầu xin cô gái kết hôn với mình. Nhờ vào sự am hiểu tiếng động vật Tanjiro đã hiểu ra vấn đề. Tanjiro lại chỗ thanh niên kia và nói đừng làm phiền con chim sẻ nữa. Nezitsu nhận ra Tanjiro là người quen ở cuộc thi. Tanjiro chợt nhớ ra thì đã buông tay ra và xin lỗi cô. Gái, cô gái tới và cho Zenitsu cháy cả má vì cứ gọi mình là vợ. Zenitsu than khổ với Tanjiro làm ơn giúp tôi tôi bị phụ nữ lừa cả. Tình lẫn tiền, cứ tưởng bị chết ở kỳ thi tuyển rồi mà bây giờ như sống trong địa ngục. Sau khi khóc kể với Tanjiro thì Zenitsu đã ổn hơn. Zenitsu than đói nên Tanjiro đã cho cậu ta bánh. Zenitsu cũng bẻ đưa lại cho Tanjiro một nữa. Tanjiro khuyên Zenitsu đừng làm phiền con chim sẻ cứ suốt ngày đi tán gái rồi tối về lại gái làm phiền nó. Lúc này con quạ báo tin hai người hãy đến chỗ nhiệm vụ tiếp theo. Dù không muốn đi nhưng Zenitsu cũng cố bấm theo Tanjiro. Cuối cùng cả hai đã đi tới Tanjiro nhận ra nơi này có mùi máu. Họ phát hiện ra có hai đứa bé đang đứng ở trong rừng. Nói ra thì mới biết anh trai của hai bé đã bị bắt vào trong căn nhà. Zenitsu lúc này dường như đã nghe được tiếng chống ở bên trong tiếng chống ngày một lớn hơn bất ngờ một cậu bé từ bên trong lao ra ngoài. Cậu bé hấp hối nói cuối cùng cũng thoát được nhưng cậu bị thương quá nặng đã chết. Tanjiro tự trách nếu mình đến sớm hơn một chút thì đã cứu được cậu ta. Tanjiro rủ Zenitsu đi vào Zenitsu run cầm cập nhưng vẫn phải đi. Tanjiro đi tới nhờ hai đứa bé trông dùng chiếc hộp. Hai người đã bắt đầu đi. Vào bên trong Zenitsu nói Tanjiro hãy bảo vệ mình. Nhưng Tanjiro nói tôi vừa bị gãy xương sườn và chân chưa hồi phục. Nghe xong thì Zenitsu sợ đến phát điên lên lúc này hai đứa trẻ tự nhiên chạy vào vì chúng sợ trong chiếc hộp phát ra tiếng động. Bất ngờ tiếng trống xuất hiện đã dịch chuyển họ qua những căn phòng khác. Tanjiro cố chấn định cô bé bất ngờ có một con quỷ đã đi vào. Wow. Tanjiro nhận ra mùi này lan tỏa ở khắp mọi nơi chắc chắn hắn là chủ căn phòng này. Zenitsu thì đang khóc lóc với thằng bé. Thằng bé này rất cứng liền chê Zenitsu. Tại sao anh cứ bám vào một đứa trẻ con anh không thấy xấu hổ hả để kiếm bên hông làm gì? Những lời nói sắc bén này như đâm vào tim của Zenitsu. Zenitsu liền kéo thằng bé chạy đi nhưng khi cậu vào, một căn phòng thì lại phát hiện nó thông qua một căn phòng khác, nhưng rồi cánh cửa cuối cùng cậu lại nhìn thấy một người đội cái đầu lợn tên là Inosuke, Zenitsu hét lên quái vật nhưng Inosuke đã lao ra và chạy mất, còn lúc này Tanjiro đang bịt miệng đứa bé nhỏ để không phát ra tiếng động, con quỷ này rất tức giận vì con mồi có nhóm máu hiếm của hắn đã chạy thoát, Tanjiro rút kiếm ra và nói ta là sát quỷ đoàn ta đến đây để giết ngươi. Tanjiro lao vụt tới nhưng bất ngờ một tiếng trống đã làm căn phòng bị đảo lộn. Tanjiro nhận ra đây chính là quỷ thuật và căn phòng này chính là lãnh thổ của hắn. Bất ngờ Inosuke cầm hai thanh kiếm Nhật Luân đeo mặt nạ heo xuất hiện. Cậu ta gầm rú và bắt đầu xông tới chỗ tên quỷ. Nhưng bất ngờ một tiếng chống mọi thứ xung quanh đã đảo lộn. Inosuke nhảy lên người Tanjiro và lao lên nhưng căn phòng lại bị thay đổi. Tanjiro thấy Inosuke đang dậm trên người bé gái thì rất tức giận đã. Inosuke rất cay Tanjiro nên đã lao tới tấn công Tanjiro. Tanjiro còn nghĩ tên này có thật sự là người của sát quỷ đoàn không? Inosuke bao vào tấn công nhưng tên quỷ đã gõ trống làm cho giới sản bị rách. Tiếng trống vang lên căn phòng bị đảo lộn liên tục Tanjiro đã bắt đầu hiểu quy luật của hắn. Nhưng bất ngờ căn phòng đã thay đổi. Tanjiro đi tới một nơi có mùi máu kỳ lạ khi mở cửa ra thì thấy có một cậu bé đang cầm trống. Lúc này Zenitsu đang rất sợ hãi bất ngờ cậu bé phía sau lên tiếng làm cho Zenitsu sợ xanh mặt. Anh mà chết em sẽ mang tội giết người đấy. Zenitsu còn dặn cậu bé giữ im lặng để quỷ không phát hiện. Thế là một con quỷ đã xuất hiện nó chảy nước rãi khi thấy hai người. Cả hai bắt đầu cấm đầu bỏ chạy con quỷ đuổi theo. Nó dùng lưỡi dài của mình đánh hai người văng vào một căn phòng. Zenitsu trách mình quá yếu đuối và bảo cậu bé hãy chạy đi. Con quỷ bò vào dọa sẽ hút máu từ lỗ tai của Zenitsu khiến cậu sợ quá mà ngất luôn. Lúc con quỷ bắt đầu tấn công thì bất ngờ lưỡi con quỷ đã bị chém đứt. Zenitsu đột nhiên đứng dậy dùng tư thế tấn công con quỷ nhận ra khí lực của Zenitsu đã khác hoàn toàn. Lúc này bất ngờ Zenitsu dùng hơi thở sấm sét thức thứ nhất tích lịch thiểm lao tới với tốc độ ánh sáng làm cho đầu của con quỷ. Rơi xuống, Zenitsu bất ngờ tỉnh giấc thấy đầu con quỷ thì rất là sợ hãi. Thằng bé ở phía sau không hiểu ông này đang diễn hay làm gì nữa. Zenitsu lao tới cảm ơn cậu bé đã vì cứu mạng mình. Còn Inosuk đang tức giận vì chạy vòng vòng liên tục ba ngày nay. Bất ngờ một cánh tay cản đường và một con quỷ mập xuất hiện. Inosuke liền dùng hơi thở dã thú chém đứt hai cánh tay sau đó chính là đầu của hắn, lúc này tên cầm trống đang đi tìm người có nhóm máu đặc biệt Marechi, nếu hấp thụ được nhóm máu đó hắn mới có khả năng khôi phục địa vị thập nhị quỷ, lúc trước Muzan đã tới và xóa bỏ bởi vì hắn đã đạt tới đến giới hạn, lúc này cô bé cũng đã gặp lại anh hai của mình, Tanjiro lấy dược liệu của sư phụ đã cho chữa trị cho cậu bé, sau đó cậu bé kể việc mình bị ba, con quỷ kia tranh giành vì cậu là Marechi, trong lúc hỗn chiến cậu đã nhặt được chiếc trống rồi dùng nó để trốn thoát con quạ lúc này đã giải thích Marechi chính là nhóm máu quý. Ăn một người có Marechi bằng ăn 50 người có khi bằng 100 người. Lúc này con quỷ cầm trống cũng đã tới Tanjiro bảo hai anh em hãy trông chừng nhau cậu sẽ ra ngoài một chút. Cậu còn dặn không được mở cửa cho bất kỳ. Ai nếu nguy hiểm hãy gõ trống trốn thoát. Tên quỷ bắt đầu gõ trống làm thay đổi chiều căn phòng và tấn công bằng những vết cào. Tanjiro bắt đầu nhận ra từng vị trí gõ trống của hắn sẽ thay đổi. Nhưng lúc trước cậu đã bị thương vẫn chưa hồi phục nên bây giờ rất khó khăn trong việc vận dụng sức mạnh. Trước những đòn cào của hắn khiến cậu không thể lao lên vì vết xương gãy cứ đau nhói. Điều này đã khiến cậu trở nên suy nghĩ tiêu cực. Tanjiro nhớ lại lời sư phụ nước có thể thay đổi mô hình vạn trạng. Hơi thở của nước có 10 thức có thể đánh bại mọi đối thủ. Nếu bị thương hãy dùng nước để bù đắp bởi vì nó là dòng chảy bất tận. Tanjiro bắt đầu chấn tĩnh tinh thần cậu nhất định sẽ làm được. Dù cho có tàn phế thì cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cùng lúc này Zenitsu dẫn thằng bé chạy vòng vòng trong căn. Phòng thì bất ngờ bọn họ đã bị rơi ra bên ngoài. Bên chỗ Tanjiro thì căn phòng cũng đã bắt đầu đảo ngược. Dù cho những vết thương đang tái phát nhưng một người đàn ông chân chính gãy vài cái xương thì là cái thá gì. Tên quỷ bắt đầu tức giận gõ trống nhanh hơn và hắn bắt đầu tấn công nhanh hơn. Lúc này Tanjiro nghĩ ra một cách liền hỏi hắn tên gì sau đó nói sẽ không đưa Marechi cho hắn. Điều này đã khiến hắn ta tức giận hắn bắt đầu nghĩ về quá khứ của mình. Bài văn của hắn đã bị chê thậm tệ điều này khiến cho hắn ta vô cùng chán nản và đau khổ. Lúc đó ý niệm tàn ác của hắn đã bộc lộ hắn đã giết chết ông chủ. Lúc này hắn bắt đầu điên cuồng gõ chống nhanh hơn làm cho Tanjiro trở nên chóng mặt. Những vết cào đã tăng lên thành năm. Tanjiro tiếp đất cố không chạm lên những tờ giấy của hắn. Vô tình Tanjiro phát hiện cơ thể không bị đau nữa. Tanjiro bắt đầu tập trung vào hơi thở trợ lực cho đôi chân tàn tật của mình. Tanjiro bắt đầu né trước được những đòn tấn công hắn. Tanjiro lào tới dùng thức thứ năm sau khi đã nhìn thấy sợi chỉ sơ hở. Tanjiro đã vung kiếm và thành công lấy đầu hắn ta vì quá vui thở lộn nhịp xíu mà nó thốn đến tận rốn. Tên quỷ trước khi chết đã hỏi quỷ thuật của hắn lợi hại không? Tanjiro nói có nhưng mà tội ác của ngươi vẫn không được tha thứ. Tanjiro còn không quên lấy máu để con mèo mang về cho ta Maizo. Tên quỷ cũng rất mãn nguyện vì ít nhất còn có một người đã không dẫm lên những bài văn của mình. Tanjiro đến phòng tìm hai anh em kia thì bị ném cho xương đầu. Lúc đi ra ngoài thì Tanjiro phát hiện Zenitsu bị đánh khi cố bảo vệ chiếc hộp cho cậu. Tanjiro đã trở nên tức giận cậu đã lao tới đấm gãy xương sườn của Inosuke, Tanjiro tức giận nói vì sao cùng trong sát quỷ đoàn mà lại tùy tiện đánh nhau thật đáng khinh, còn Inosuke thì cũng đã trở nên điên cuồng lao tới đi đường quyền với Tanjiro, tuy bị gãy mấy cái xương sườn nhưng Inosuke vẫn rất máu chiến, cả hai đều có thân thủ rất nhanh nhẹn, Tanjiro nhận ra Inosuke đánh toàn tầm thấp giống như một con thú bốn chân, Tanjiro rất là ngạc nhiên với cơ thể dẻo dai của cậu ta, thấy Inosuke điên cuồng tấn công và không lùi lại. Tanjiro đã dùng đầu của mình đập vào đầu Inosuke, kết quả là Inosuke té cả máu Zenitsu rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Inosuke, Zenitsu cứ tưởng đó là con gái nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì Zenitsu cho rằng cậu ta chính là một tên dị dạng, người thì đâu còn nhưng mặt thì như con gái. Lúc này Inosuke liên tục rủ Tanjiro hãy hút đầu cùng mình, lúc đang giới thiệu tên thì bỗng nhiên Inosuke lăn đùng ra bởi vì cú hút đầu vừa nãy của Tanjiro. Zenitsu thấy cũng hết hồn vì cái đầu sắt của Tanjiro. Sau khi Inosuke tỉnh dậy thì đã dí Zenitsu chạy vòng vòng. Inosuke thấy mọi người đang chôn cất thì hỏi đang làm gì vậy? Vì ở trên núi quá lâu nên cậu ta không biết điều. Đó, Tanjiro cứ tưởng cậu ta đang bị thương nên không làm được cậu đi vào nghỉ ngơi đi. Inosuke thì tức giận vì cho rằng Tanjiro đang khinh thường mình. Thế là sau khi đảo, xong mấy cái lỗ Inosuke cứ hút đầu mình vào gốc cây để luyện tập. Lúc này con quạ tới báo cho mọi người đi theo nó xuống núi. Zenitsu khi xuống núi thì cứ khăng khăng không muốn để. Mai đứa nhỏ đi, Tanjiro liền đánh Zenitsu ngất đi, con quạ còn cho những đứa nhỏ một túi hoa tử đằng để xua đuổi quỷ.